Hello my friend and welcome to Replay my friend, có nghĩa là chơi lại từ đầu. Rút nhảy rút nào. Sao con lợn nhân vật này đêm hôm chơi game như thế này à? Ủa, hình như mình cũng từng chơi một game giống này rồi. Nhưng mà có đứng lên được không? Ban đêm chơi game trong bóng tối có thấy cái gì ngoài kia đâu. Giống như mình vừa chơi game vừa canh mưu vậy. Giờ chỉ nghe cái tiếng gõ kẹt 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 kẹt. Tay cầm này ngày xưa có thật không ta? Mình chưa bao giờ chơi qua một cái hệ máy nào có cái tay cầm như này hết. Chơi game mày đâu có vui. Ôi, đứa này bị giết rồi kìa. Cửa khóa đang vào lại được. Cái con kia vừa đứng dậy sao? Cái con zombie, con gì đó. Cái gì vậy? Xông qua đó được. Ủa nhà bên kia còn nhiều vàng mình chưa lấy mà. Có nhìn thấy sau lưng được không? Thôi tắt game đi ngủ đi nhân vật. Game thế là đủ rồi, mai chơi tiếp. Đợi mai mặt trời mọc rồi chơi cũng được. Cúp điện mấy friend. À không, nhân vật vào cái nhà nào rồi. Ủa, sao màn chơi nó lộn xộn thế này.
đang đọc chat mấy friend. Ra đang đọc chat của con lợn Phú Lê, mình vừa nghe hello đấy chứ. Ý là mình đang lấy ông bị hù đâu. Mình cũng nghĩ là chắc là không có gì đâu, chắc là game nó chỉ vậy thôi mấy friend. Đang hơi mất hơi... Oh. Sao nhìn volume to thế. Mình gì á nữa, cúp điện rồi, nghe tiếng gì rầm rầm dưới nhà rồi. Mỗi tiếng bước chân trong game là bằng một tiếng bước chân ngoài đời này. Game. Từng ớt phọt lên màn hình mày phải đẹp. Cảm ơn bạn đã chơi. Cảm ơn bạn đã làm game. Game hay đấy. Mình chỉ bị hù khúc đầu thôi. Quá non mày phải đẹp. Quá non mà quá xanh.